Bởi vì họ chù dập riết tinh thần đâu mà con bé học hành. Mà cái tuổi mà các bạn nghĩ lớp 6 là cái tuổi bước cấp 1, nó chuyển cấp giữa cấp 1 vào cấp 2, là cái đứa bé đó là cái thời điểm nó rất là nhạy cảm. Mà mẹ thì thời điểm đó là cần mẹ nhất, mà không có mẹ mà cha thì đi, còn ở nhà thì các bạn biết rồi, thôi khỏi khỏi gì để nói nữa, chúng ta không cần phải bàn cãi ở nhà sao nữa rồi, đúng không? Thế thì con bé mà nó bị như thế thì cũng bình thường. Vấn đề mà học dốt học giỏi thì cái vấn đề là phải coi trách nhiệm là của ai. Nếu mà giả sử cha nó đi, cha nó cày đem tiền về để cho mấy người 1.000 cây lượng vàng, rồi 4-5 căn nhà, rồi một cái biệt thự, thì như vậy là mấy người phải làm cái gì để mà dạy dỗ nên người, để mà đền đáp lại công ơn của cha mình chứ không? Nó họ coi như là nó làm cái chướng vật, nó vô giành hết tài sản của họ. Thế nhưng cái tâm địa bây giờ ông trời á, là nó của người nào ơi, sống cái kiểu đó thì con bé biểu nó học giỏi với học dốt ngồi mà phân biệt, nó học dốt mà được thương yêu của bao nhiêu cộng đồng. Cho nên ở đây á, là cái sự chửi bới, cái sự sỉ nhục của họ, rồi bây giờ bữa giờ là những cái sự mà ganh ăn ghét ở, rồi tranh giành, rồi dùng đủ mọi chiêu trò mọi thủ đoạn, thì họ càng đưa ra một cái gì của Hồng Loan thì lại càng được người khác thương hơn. Bây giờ nói Hồng Loan học dốt mọi người lại càng cảm thấy thương hơn, không cảm thấy gì cả. Là bởi vì sao? Bởi vì cái hoàn cảnh nó, mà hoàn cảnh như vậy mà nó vẫn vươn lên, mà nó đứng vững được như vậy, mà có chồng có con, nuôi dạy 5 đứa con tốt, có hiếu với cha mẹ, được mọi người thương yêu. Tôi xin thưa các bạn, chưa chắc một đứa trẻ nào ở trong cái hoàn cảnh như con Hồng Loan mà được như vậy. Điều đó chứng tỏ là cái bản lĩnh và cái quyết tâm của nó rất là cao. Nhưng mà cái may mắn của nó là nó có một người cha rất thương yêu nó, và cái gương của cha nó noi theo cái gương của cha nó, và cái tình yêu thương nó dành cho cha nó quá lớn, mà nó không muốn làm bất cứ một cái điều gì người khác buồn. Và cũng vì yêu thương cha mà nhường nhịn những người trong gia đình. Và tôi nói các bạn, ở đời á, ai mà nhịn được thì người đó là công đức lớn. Mình nhịn người khác đó là một công đức, nó mà đó là một phước đức rất là lớn, cũng phải là không phải đơn giản đâu, cũng khó mà nhịn nó. Các bạn thấy không, lên trên mạng là chỉ cần nói một câu một gì thôi là có người sân si ngay lập tức, mà lên là chửi người, bới người ta ngay lập tức. Còn Hồng Loan thì các bạn biết bị trù dập biết bao nhiêu. Cho nên những người nào mà lên trên làm kênh YouTube trên mạng mà hay sân si thế này thế kia đó, tự cho là mình có một cái gì đó thì đương nhiên là mình phải hơn người ta rồi, một chút xíu nào đó, nhưng mà cái nhịn thì nó vẫn hay hơn. Thì nên học Hồng Loan, đừng có nghĩ là những người lớn tuổi như tôi mà không phải học. Mình lớn nhưng mình cũng có những cái sai, như tôi là tôi thấy là tôi phải học Hồng Loan ở cái tính mà nó nhịn nhục và tính nhường nhịn. Cái đó về bên Phật giáo họ gọi là cái phước đức đó các bạn, không phải ai cũng có được đâu. Người nào càng nhịn thì chứng tỏ là cái bản lĩnh và cái trí tuệ người ta cao, người ta mới nhịn được. Tại vì cái lời nói của mình trong lúc nóng giận nó sẽ không mang lại được cái gì hết, mình sẽ dễ bị mất kiểm soát. Mà nói thì toàn cái lời tào lao không, mà nói ngồi lãnh đủ nào không biết. Nhưng mà cũng là bạn nói, nhưng bạn nói trong cái lúc mà vui vẻ, lúc mà mình bình tĩnh không giải quyết, thì cái mọi việc các bạn thấy sẽ lời nói nó sẽ rất là êm tai, là mọi người cũng có thể là thẩm thấu được, đúng không? Cho nên là mình mất kiểm soát, trong khi cái Hồng Loan nó bị đè bẹp như vậy mà nó vẫn kiểm soát được. Nói vừa đủ, không nói thừa. Không cần phải nói hay văn vẻ gì, nhưng mà nói nào là ra cái đó. Cho nên là tôi nói thật các bạn, cái mà tôi nể phục Hồng Loan nhất đây chính là cái nết nhịn của nó. Nết đó đối với cái tuổi đời của tôi thấy là chưa có người nào, chưa có người nào mà đã, tôi đi rất là nhiều, cuộc đời của tôi là hơn 60 năm, tôi chưa thấy, tôi sống từ cái thời bao cấp tới giờ tôi thấy chưa có ai có được cái nết nhịn như Hồng Loan. Chưa được cái chuyện đó, tính nó rất là tốt, cái gì của nó tốt chúng ta nên học tập. Và cái đó là nó được đào tạo trong cái quá trình dù dập, nó phải nhịn để nó tồn tại, để mà nó đứng dậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bởi vì tình thương yêu của cha nó được cái sự hấp thu cái đạo đức của cha nó, của bé nó chuẩn mực về cái tính cách. Tôi thích cái tính cách đó, cái nào tôi thích tôi nói thích.
Cái nào mà ông Hồng Loan nó sai là tôi nói nó sai, tôi nói thẳng luôn, tôi chả ngại gì, tuổi tôi cũng đáng tuổi mẹ nó, tôi nói thẳng thừng luôn. Nhưng mà cái này nó hay, mình phải học nó, và chính tôi vẫn phải học tập nó về cái tính này. Cho nên tôi nói các bạn, ở đây tôi thấy là cái ca sĩ Nguyên Vũ là có rất có tâm nha các bạn. Bảo vệ Hồng Loan nhưng mà đồng thời cũng dặn dò Hồng Loan là nếu như mà sau này có những cái khá thành công thì để mà đáp lại cái tình thương yêu của cộng đồng của mọi người là nên chia sẻ với những cái mảnh đời khó khăn khác. Đương nhiên chúng ta thấy rõ ràng là trong xã hội này nếu mà còn những mảnh đời nó còn gặp rất nhiều khó khăn, khổ rất nhiều hơn Hồng Loan. Hồng Loan chưa xi nhê phải không các bạn? Nhưng khi mà Hồng Loan có, nó chỉ có chia sẻ. Thì như vừa rồi nó cũng chia sẻ cho cái vấn đề là cái vụ cháy nhà ở chung cư đó. Tôi nói là tôi đưa cho các bạn cái gì ta, cái đó mà tôi cũng quên, bên bên này có là bên của, để ăn lát nữa tôi lấy của bên ấy, bên ấy có tôi đưa lên cho các bạn rồi. Còn cho là em ngồi cười hả hê, cười cợt tố là em học dốt, đừng nghĩ em Loan có người đứng sau lưng âm mưu gì cả, gia tài của ba thì em được hưởng thế thôi, vì em là con hợp pháp. Chẳng qua vì em thân cô thế cô đã lâu rồi nên chưa bao giờ dám lên tiếng nên bị chịu nhiều thiệt thòi. Cứ tưởng tượng một mình em hay cả ba người là Bùm Bùm, Mỹ Mỹ và bé Loan sẽ ra sao, và liệu có làm lại được những người ấy nếu không có cả cộng đồng mạng và những anh chị như Vũ Luân, Bình Tinh, Hồng Ni, Phương Lê, Song Minh, Tý, Linh Võ, vân vân, và còn rất nhiều anh chị em khác bỗng nhiên bị bức xúc. Khi anh dắt em vào hậu trường đài truyền hình, thấy em được các nghệ sĩ lẫn các thí sinh chụp hình quan tâm hỏi han là đủ biết họ yêu thương em như thế nào, nên hãy luôn sống tốt. Mình đã bấm ngược lại rồi. Mình bấm một cái nó đem nó nhảy qua mất tiêu. Đấy. Nên hãy luôn sống xứng đáng và với nên hãy luôn sống xứng đáng với những yêu thương tin tưởng mà mọi người đã trao và chăm sóc tốt cho gia đình, con cái, người thân bên cạnh, và nếu có cơ hội hãy chia sẻ những thương yêu đến những mảnh đời bất hạnh và khó khăn khác bé Loan nhé. Gửi kèm em dưới đây là cô diễn viên Kiều Trinh và lúc mọi người vui vẻ cùng em trong hậu trường đài thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là